Hôm nay tôi lại thấy trên blog có comment liên quan đến cái bài viết mà lấy số điện thoại, lấy số Google Voice để mà thực hiện việc gọi và nhận cuộc gọi từ Mỹ. Thì thật sự mà nói thì lâu nay tôi vẫn nhận được các tin nhắn và những cái thông điệp trên Facebook nhờ hỗ trợ cái vấn đề lấy số Google Voice, nhưng mà thật sự mà nói thì cái việc lấy số Google Voice bây giờ rất là khó. Gần như là Google đã ngưng cho phép đăng ký Google Voice. Thì khi mà các bạn nhập số điện thoại ảo vào và tiến hành lấy đăng ký số Google Voice thì các bạn liên tục nhận được cái thông báo là not available, tức là không bao giờ đăng ký thành công cả. Và nếu đi sâu vào phần chi tiết của cái thông báo lỗi đó thì các bạn sẽ nhận được là các bạn sẽ được biết là Google thông báo là cái số điện thoại ảo của các bạn không được Google hỗ trợ để lấy số Google Voice. Còn cái việc mà những cái số điện thoại nào thì được nó hỗ trợ để đăng ký số Google Voice thì cái đó thì không ai biết cả. Số đó thì không ai biết, nó không có nói đó. Và tôi nghĩ là nếu mà các bạn sử dụng những cái chỉ có người Mỹ người ta có cái số điện thoại thật sự bên Mỹ của những cái nhà mạng thì có khả năng người ta sẽ đăng ký thành công. Đó là lý do mà vì sao mà cái trang đăng ký của Google vẫn còn đó, nhưng mà chúng ta không thể nào đăng ký bằng các cái biện pháp như xưa giờ nữa. Thì ngoài cái chuyện lấy số Google Voice thì vẫn có cách để các bạn gọi điện thoại miễn phí qua Mỹ mà các bạn có thể nói từ sáng tới chiều. Và cũng có cách để các bạn có thể nhận được cuộc gọi và liên lạc với người thân bên Mỹ. Một trong những cách đó là đây là cái cách mà gọi điện thoại qua Mỹ với Google Hangout. Thì Google đã tích hợp cái tính năng gọi điện miễn phí nhưng mà chỉ gọi được ở Mỹ và Canada thôi. Thì nếu người dùng ở những quốc gia khác thường thì phải tiến hành thêm một số bước nữa thì cái Google Hangout nó mới có khả năng gọi qua Mỹ. Thì như cách đây lâu nay tôi đã biết là các bạn cần cần phải tải một cái ứng dụng gọi là Google Hangout Dialer. Thì lúc đó thì trên cái màn hình trên cái Google Hangout nó mới xuất hiện một cái nút gọi. Tôi ví dụ như ở đây. Thì ở đây các bạn thấy có là cái phần gọi điện. Đây trước. Ở đây là một cái tài khoản Google Hangout bình thường. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là hoàn toàn không có cái chỗ nào để các bạn gọi điện cả. Thì khi các bạn bấm vô nút dấu cộng thì nó chỉ xuất hiện là chat, chat nhóm và cuộc gọi video bình thường thôi. Chúng ta không có cái tùy chọn gọi qua Mỹ như mà Google quảng cáo. Còn đây, đối với tài khoản Google Hangout trên một cái điện thoại khác của tôi á, thì các bạn thấy cái giao diện của nó nè, nó có thêm cái phần, nó chia làm hai phần, một phần là tin nhắn để nhận tin nhắn và một phần là cái nút gọi điện để gọi điện thoại. Và khi các bạn bấm vào đây là chúng ta có thể nhập số điện thoại ở Mỹ và gọi trực tiếp trên giao diện này. Thì để làm được có được cái nút gọi này á thì điện thoại bắt buộc phải cài một cái Google Hangout. Đây đây chính là cái Hangout Dialer, đây chính là cái Hangout Dialer. Các bạn phải cài cái này thì mới gọi được qua Mỹ. Thì cái bài viết cài cái đó thì tôi đã hướng dẫn rồi, nhưng mà thật sự bây giờ nhìn lại thì thấy có những cái không cần thiết, bởi vì Google đã nới lỏng ra một chút cho nên có nhiều cái nó không cần thiết ở trong đây. Cũng như khi mà các bạn theo bài viết này thì nó quá dài và nó rối. Bởi vậy hôm nay tôi làm một cái video cũng như một cái bài viết khác hướng dẫn các bạn đăng ký một cách dễ dàng hơn. Thì như đã nói là các đầu tiên là các bạn sẽ tải cái ứng dụng là Hangout, Google Hangout. Thì đây là cái biểu tượng của nó. Các bạn gọi tải về Google Hangout, các bạn có thể tải dễ dàng trên Google Play Store. Và sau khi cài đặt xong rồi thì các bạn sau khi cài đặt xong rồi thì bây giờ các bạn mới tìm và tải về cái ứng dụng Hangout Dialer. Đây là cái ứng dụng Google Hangout.
khi các bạn tải về trên Play Store, tải về nó cái biểu tượng nó như thế này, Hangout. Bây giờ chúng ta sẽ tải cái Hangout Dialer. Thì cái ứng dụng Hangout Dialer đó các bạn không thể nào tìm được trên Google Play Store. Các bạn không thể nào tìm được trên Google Play Store. Đây. Đây, khi các bạn search chữ Hangout Dialer thì nó chỉ ra Google Hangout thôi. Nó không có xuất hiện Hangout Dialer, mà bởi vì cái ứng dụng này đã được Google nó giới hạn cái quốc gia sử dụng, cho nên là chỉ có những cái tài khoản Google Mỹ hoặc là những quốc gia mà nó hỗ trợ thì mới tìm ra ứng dụng này thôi. Còn những cái tài khoản Google bình thường hoặc là tài khoản Google tại Việt Nam thì không tìm được cái ứng dụng này. Thì để cài đặt cái ứng dụng này dễ dàng nhất thì bây giờ các bạn làm theo như vậy. Bây giờ các bạn vào Google, vào trang Google và các bạn gõ Google Hangout Dialer app, các bạn search. Thì đây là cái kết quả trả về, và Google nó sẽ trả về cái ứng dụng Hangout Dialer đây. Bạn bấm vào đây. Đây, chính nó đây. Đây là cái Hangout Dialer. Các bạn cũng không thể nào cài đặt từ trên web luôn. Các bạn bấm install, nó sẽ báo là cái thiết bị không hỗ trợ. Thì bây giờ các bạn sẽ copy cái đường dẫn này và các bạn truy cập vào một cái trang, các bạn truy cập vào một cái trang, ủa tiêu rồi, đây các bạn truy cập vào cái trang là app.evoji.com/apk-downloader. Thì tôi đã từng giới thiệu cái trang này rồi. Thì khi các bạn truy cập vào đây, các bạn nhập cái đường dẫn của cái ứng dụng Hangout Dialer vào đây và các bạn bấm generate direct link. Đây, thì cái dung lượng của cái ứng dụng này chỉ có 78k thôi. Thì từ điện thoại này các bạn đang xem trên máy tính. Thì bây giờ cách nhanh nhất để cài vô điện thoại này là các bạn trên điện thoại thì các bạn tải về cái ứng dụng, tại vì những cái đường dẫn này nó rất là dài cho nên là thì một là các bạn sẽ tải về tên, tải cái file APK này về trên máy tính, rồi sau bằng cách nào đó các bạn chuyển vào điện thoại. Hai là ở đây các bạn bấm vào cái sử dụng cái QR code như thế này, các bạn bấm view. Bạn bấm view thì nó sẽ mở ra cái QR code này. Và ở trên ứng dụng trên điện thoại thì các bạn sẽ cài một cái ứng dụng là QR Reader. Đây, QR Code Reader, các bạn bấm vào đây. Đây, thì đây, và các bạn chỉ vào màn hình máy tính. Đây, là nó sẽ bắt được cái link tải. Và bạn bấm vào đây để tải về. Thấy là nó đang tải. Ok. Đây là tải xuống hoàn tất. Bây giờ các bạn bấm vào đây để tiến hành cài đặt. Đây, Hangout Dialer. Bạn bấm nút cài đặt. Ứng dụng đã được cài đặt. Bây giờ các bạn bấm mở luôn. Thì trong bài viết các bạn cũ thì phải tải phần mềm FastIP này nọ, nó hơi rắc rối một chút, nhưng mà bây giờ tôi thấy thì không cần nữa. Hồi xưa thì có thể cần đó, nhưng mà bây giờ thì không cần nữa. Bây giờ các bạn bấm mở ra. Rồi, mở ra thì thực tế nó sẽ mở vào Hangout, nó sẽ mở cái ứng dụng Hangout lên. Và các bạn thấy cái giao diện hoàn toàn khác. Bây giờ tôi không đụng đến cái Hangout Dialer nữa mà tôi mở trực tiếp Hangout. Đây, hồi nãy nó không có cái giao diện này. Bây giờ các bạn có thể thấy là một bên nó là tin nhắn nè, một bên nó là tin nhắn và một bên nó là cuộc thoại, cuộc gọi. Thì bây giờ cách test gọi qua Mỹ là đơn giản, các bạn bấm vô đây, bấm đây, ok, nó sẽ ra cái màn hình gọi điện thoại. Thì để gọi qua Mỹ thì các bạn sẽ gọi luôn luôn bắt đầu bằng dấu cộng.
cộng. Ok, bây giờ các bạn bấm mã vùng của Mỹ là 1, các bạn phải bấm cộng 1 rồi sau đó mới gọi tới cái số di động bên Mỹ. Thì lúc đó mới được. Bây giờ bên Mỹ nó sẽ có hai số điện thoại của nó sẽ có hai phần, là cái phần mã vùng và cái số điện thoại cần gọi. Thì ở đây tôi sẽ gọi cho một cái tổng đài của dịch vụ hosting là iPay. Là bây giờ tôi sẽ gọi là OK. Thì cái số bên Mỹ là số 877-472-4399, là số của một cái tổng đài dịch vụ hotline bên Mỹ. Và nhưng mà gút mà gọi thì mình sẽ phải bấm nút cộng 1 rồi mình sẽ nhấn 877 giống như tôi vừa mới làm. Thì các bạn khi gọi thì các bạn sẽ thấy nó sẽ phát hiện cái số điện thoại này là số điện thoại miễn phí. Và hình như cái số tiền gọi là 0 đồng, tức là gọi miễn phí. Bây giờ tôi sẽ bấm nút gọi. Đang gọi. Thì bây giờ tôi sẽ bật loa lên. Thank you for calling iPage, delivering success one customer at a time. Đây là cái số tổng đài bên Mỹ. Thì các bạn thấy rồi đó. Thì các bạn thấy là cái số đã kết nối thành công tới một cái số tổng đài bên Mỹ, thì có nghĩa là các bạn đã gọi thành qua Mỹ thành công. Thì bởi vì cái ứng dụng khi mà tôi tắt thì các bạn thấy nó bị lỗi, là bởi vì cái điện thoại này là cái Galaxy S2, nó hơi bị cũ rồi. Nó hơi bị cũ rồi cho nên là cái ứng dụng Hangout là có thể sẽ gặp lỗi trên những cái điện thoại cũ, thì cái đó không có gì để bàn cả. Thì trên những cái điện thoại mới của tôi như cái hồi nãy thì hoàn toàn không bị cái lỗi này. Thì ok, thì bây giờ các bạn đã biết cách gọi qua Mỹ, gọi qua Mỹ và Canada miễn phí từ Google Hangout rồi, đúng không? Đấy. Bây giờ đó. Đây. Gọi qua Mỹ là gọi là có thể nói chuyện từ sáng tới chiều luôn. Bây giờ cái vấn đề là bên Mỹ sẽ không gọi được cho bạn. Chính xác là bởi vì bạn không có số Google Voice và bạn không có một cái số cụ thể, cho nên bên Mỹ không thể nào gọi được cho bạn. Thì khi mà bạn sử dụng cái Google Voice này để gọi qua Mỹ, thì trên màn hình điện thoại của người ta bên Mỹ á, thì nó sẽ để tôi cho bạn xem, nó sẽ hiển thị là nó là unknown, tức là cuộc gọi vô danh, tức là gọi từ một số riêng tư, nó không hiển thị số như những cái cuộc gọi bình thường. Thì đây, đây là unknown, là cái màn hình điện thoại của người nhận bên Mỹ nó sẽ hiển thị một cái chữ là unknown, là người ta sẽ không biết cái số nào gọi tới cả. Thì đó là một cái bất lợi khi mà bạn không lấy được cái số Google Voice. Tuy nhiên cái gì thì mình gọi được miễn phí là mừng rồi, còn cái chuyện mà bất lợi chút xíu đó thì theo tôi thấy thì nó không là vấn đề gì cả. Thì mình không lấy được số Google Voice thì người ta sẽ không gọi được cho mình. Thì làm sao đây? Thì tôi cũng đã từng có một cái bài, đó là các bạn sử dụng một cái phần mềm khác, cho phép các bạn nhận cuộc gọi. Và đó chính là cái phần mềm Test Plus. Thì cái phần mềm Test Plus này á, nó sẽ cấp cho bạn một cái số điện thoại để các bạn có thể số điện thoại bên Mỹ để các bạn có thể nhận tin nhắn và nhận cuộc gọi miễn phí từ Mỹ, nhưng mà các bạn không thể nào gọi đi được đó. Thì ở đây tôi muốn nói là chúng ta sẽ bởi vì chúng ta không còn cách nào để lấy được cái số Google Voice cả, thì bây giờ được miếng nào hay miếng đó. Thì để gọi qua Mỹ các bạn sử dụng Google Hangout, còn để nhận tin nhắn và nhận cuộc gọi từ Mỹ về thì các bạn sử dụng Test Plus. Thì cái số khi các bạn đăng ký Test Plus thì nó sẽ cho các bạn một cái số điện thoại và người thân của các bạn bên Mỹ cứ lưu lại cái số điện thoại đó.
Đây là chính là cái Status Plus mà tôi đang nói. Cái ứng dụng Status Plus chúng ta sẽ tải về cái Free SMS Test. Tôi không biết cái nào, cái trên cùng. Đây, ta sẽ tải về cái này. Hy vọng nó hỗ trợ cái Android trên cái điện thoại này. Ok. Ok, tải được rồi. Thì nói tóm lại thì để gọi thì sử dụng Google Hangout, và để nhận cuộc gọi, nhận tin nhắn thì sử dụng Status Plus. Trong trường hợp ở bên Mỹ gọi về cho bạn bằng Status Plus thì các bạn thấy cái chất lượng cuộc gọi nó không được tốt bằng Google Hangout, ok, thì lúc đó bạn biết là ai đang gọi cho bạn, thì bạn nói ok bây giờ tắt đi để mình gọi lại. Bạn bật Google Hangout lên, bạn gọi lại cho người ta. Đó là chuyện nó hơi gọi là hơi lằng nhằng một tí, nhưng mà hoàn toàn có thể làm được và không có quá phiền phức cho lắm. Thì cái cách này thì các bạn có thể làm được trên iPad hoặc là những cái điện thoại Android hay gì cả, hoàn toàn đơn giản như nãy giờ tôi đang làm. Việc cài đặt và setup nó cũng khá dễ dàng. Ok, bây giờ mở, cài xong rồi, bây giờ tôi sẽ mở. Bây giờ tôi sẽ gọi là sign up rồi đăng ký một tài khoản luôn. Úp, nó không cho chơi Google. Bây giờ tôi sẽ nhập cái thông tin để đăng ký. Ok. Khi nhập hết thông tin thì bấm nút thì nó sẽ tiến hành tạo account. Rồi, cái quá trình tạo account xong rồi. Thì bây giờ rồi ok. Đây là cái màn hình của Test Plus. Chúng ta sẽ thử xem on con, make a con. Ok, bây giờ mình sẽ không sử dụng cái tính năng cái cuộc gọi của nó, bởi vì nó không có miễn phí, như miễn phí có điều kiện. Đây. Thì như mình nói là cái một cái lợi của Test Plus là nó sẽ cung cấp cho bạn một cái số điện thoại, và các bạn có thể nhắn tin tới những cái số điện thoại di động bình thường bên Mỹ thôi. Thậm chí cái người bên Mỹ đó, người ta không cần phải xài Status Plus nữa, nó sẽ gửi trực tiếp đến điện thoại di động của người ta dưới dạng tin nhắn. Đó. Thì đây. Đây. Thì các bạn vô cái phần setting của nó nè. Thì hồi xưa thì khi các bạn tạo xong tài khoản, nó sẽ tự động tạo một cái số điện thoại, nhưng mà bây giờ thì nó không có tự động tạo nữa. Các bạn phải vào phần setting, và các bạn sẽ thấy nè, nó báo nè tap to get your free Status Plus number, thì các bạn phải bấm vào đây nó mới tạo cái số điện thoại cho các bạn. Và một cái mà điểm hạn chế lớn nhất của cái Status Plus này là trong một khoảng thời gian mà các bạn không xài cái số này thì nó sẽ xóa số các bạn. Thì dĩ nhiên là lúc mà trước khi nó xóa, nó sẽ gửi cái thông qua một cái thông báo tới điện thoại là nó nếu mà bạn không xài trong vòng bao nhiêu ngày nữa thì nó sẽ xóa. Thì tới lúc đó thì bạn cứ mở Test Plus lên, bạn nhắn tin Woover gì đó để giữ lại cái số này. Tức là thường thì lâu quá không xài thì nó sẽ xóa để mà nó làm nó sử dụng review cái kho số của nó. Bây giờ tôi sẽ bấm vào đây để tạo một cái số. Ok, các bạn bấm vào nó sẽ tạo cho các bạn một cái số nè. Đây là cái số di động của bạn bên Mỹ là 703-910-3830. Đây chính là cái số của bạn. Và nếu bạn muốn ai bên Mỹ liên hệ với bạn, bạn cứ cho họ cái số này 703-910-3830. Thì bên Mỹ, bất kỳ ai bên Mỹ vậy, người ta dùng điện thoại di động, người ta gọi vào cái số này thì lập tức điện thoại của bạn nó sẽ rung lên. Là hoặc là người ta nhắn tin cho bạn thì tin nhắn nó sẽ chạy về đây.
Người ta dùng điện thoại cùi bắp thôi, điện thoại Nokia đời đầu, người ta nhắn tin, người ta gọi gì cũng được hết. Không 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 có vấn đề gì cả, người ta không cần phải xài app gì cả. Thì như tôi đã nói đó, thì đây là cái cách mà các bạn sử dụng để mà các bạn nhận cuộc gọi từ Mỹ và nhận tin nhắn. Và nếu như cái chất lượng cuộc gọi của cái Test Plus này không được tốt thì ok, thì người thân bên Mỹ cần liên hệ thì cứ gửi cái tin nhắn, ê mày gọi lại cho tao. Thế bạn sử dụng Hangout, bạn gọi hoài qua bên kia. Thì mấy năm nay, 4 5 năm nay tôi đều sử dụng cái Google Voice hoặc là Google Hangout để liên hệ qua bên Mỹ cả, và chất lượng cuộc gọi thì không có gì phàn nàn cả. Nè bây giờ thì để mà ấy thì tôi sẽ thử gọi vào cái số này. Đó. Đấy. Nó là nếu mà tôi ví dụ nó vừa mới gửi một cái tin nhắn này, một một cái thông báo, thì sau này khi mà cái số điện thoại mà bạn mà không xài, nó sẽ gửi một cái thông báo tương tự như vậy. Đó là cái biểu tượng của nó trên đây nè. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ dùng cái điện thoại. Tôi sẽ gọi vào cái số này để xem coi nó để xem coi nó có thật sự đổ chuông hay không. Thì đây, tôi sẽ dùng cái Google Hangout bên cái điện thoại này để gọi vào cái số này. Ở đây là cộng 1 703 703 910 910 3830 38 à không 910 3830. Ok. Ok. Ở bên đây tôi tắt ra màn hình bình thường rồi. Và ở bên đây tôi sẽ bấm nút gọi. Đây các bạn thấy là điện thoại reng. Đây, kết nối. Là bên đây đang hiển thị số dây, tức là cái điện thoại này đang hai cái bên đang bên đó, thì các bạn thấy nó cũng rất là dễ để xử lý. N okay. Bên đây nó ngắt. Bây giờ tôi tiếp tục sử dụng cái này để mà tôi sẽ gửi một cái tin nhắn chẳng hạn, hy vọng được. Thì ở đây tôi sẽ new một cái conversation. Ở đây tôi sẽ gửi vào cái số đó là 703 910 910 3830. Đây. 703 910 3830. Next. Chạm vào đây. Send. Và đây tôi sẽ soạn một cái tin nhắn. Ủa? Có thể cái chức năng gọi tin nhắn, có thể cái tin nhắn gửi tin nhắn thì bởi vì cái số cái tài khoản Hangout này nó không có được đăng ký cái số Google Voice, không có cái số Google Voice của tôi, cho nên là cái việc gửi tin nhắn thì không thể nào gửi tin nhắn tới một số điện thoại bình thường được. Đó, cho nên tôi sẽ bỏ qua tính năng này. Thì muốn gửi thì tôi có cái tài khoản, nhưng mà tôi có một cái tài khoản đã được kích hoạt Google Voice, nhưng mà nó đang nằm trên cái điện thoại mà tôi đang quay phim, cho nên là không thể nào mà thực hiện cái tính năng gửi tin nhắn được.
Đó, nhưng mà tôi đảm bảo khi các bạn gửi tin nhắn thì TextBridge nó sẽ hiển thị ra, nó báo là có tin nhắn, để các bạn mở đọc như tin nhắn bình thường. Đấy, thì như vậy là đã có cách. Như vậy là trong cái video này tôi đã hướng dẫn các bạn là cái cách để gọi qua Mỹ và cái cách để các bạn nhận cuộc gọi từ Mỹ. Như vậy là đủ rồi. Tôi nghĩ là không cần phải thiết phải cố sống cố chết đăng ký được một cái số Google Voice làm gì cả. Mặc dù thì nó cũng có được cái số Google Voice thì nó cũng tiện đấy. Nhưng mà bây giờ nó không còn cho đăng ký nữa, cứ biết quá trình đăng ký quá khó khăn, thì đây là cái giải pháp tốt nhất tới thời điểm hiện tại. Cảm ơn các bạn.